Xin chào các bạn. Sau một loạt các video search và review về son gần đây thì hôm nay Trang quyết định sẽ trở lại với một chủ đề quen thuộc mà mình đã làm trước đây rồi. Đấy chính là kem nền. Và loại kem nền hôm nay mình sẽ giới thiệu review lại với mọi người, đấy chính là DD Cream của SkinTalk. Đây là hãng mỹ phẩm Hàn. Nhiều bạn gần đây có hỏi mình là sao Trang review sản phẩm Hàn nhiều hơn thế. Thì bởi vì tháng này mình về Việt Nam nghỉ đông và gọi là rất nhiều sản phẩm Hàn có thể thử được. Thế nên là khoảng thời gian này mình không sử dụng các sản phẩm Mỹ, Âu thường xuyên. Thì tuần sau mình quay trở lại Mỹ thì mình sẽ lại tiếp tục xen lẫn các sản phẩm Hàn Quốc cũng như là các sản phẩm Mỹ. Nhưng hiện tại hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người đến cái tuýp này. Bạn này thì mình cũng đã dùng được gần 1 tháng nay rồi. Thế nên cái video này nó không phải là một cái dạng first impression nữa, mà nó sẽ đúng hơn là kiểu review lại cho mọi người vì sao mà mình thích cái kem này, ưu điểm, nhược điểm của nó như thế nào. Nếu mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng mình bắt đầu luôn nha. Sau cơn sốt BBCC thì giờ chúng mình lại có DD Cream. DD Cream được quảng bá rộng rãi với tính năng chống lão hóa, che vết nhăn, vết thâm nám, bảo vệ, giúp săn chắc làn da. Những tác dụng mà mình thấy rõ nhất trên da sau gần một tháng sử dụng đấy chính là tác dụng điều chỉnh tông da và độ che phủ, kiềm dầu tốt. Khi mới thoa lên thì lớp kem khá trắng, có mùi thảo mộc nhẹ. Một lúc sau thì sẽ bay mùi. Tông mà mình đang dùng là 23. Sau khoảng 10 đến 15 phút độ trắng sẽ giảm dần và hiệu chỉnh lại sao cho đúng nhất với tông da thật. Da mình đang trải qua thời kỳ siêu khủng hoảng vì thay đổi khí hậu khi về Việt Nam và cũng vì những tuần dài phải uống kháng sinh liên tục nên mụn nổi như được mùa luôn. Hiện tại trên da vẫn còn các vết thâm do mụn để lại, nhưng có thể thấy bạn DD này có thể che được luôn. Chính vì độ che phủ tốt, chất kem cũng không bị quá lỏng hay dày nên mỗi lần dùng bạn chỉ cần bóp tuýp da cỡ bằng một hạt gạo thôi. Muốn che phủ vừa phải và lớp nền mỏng hơn thì ít hơn nữa cũng được luôn. Màn review hôm nay sẽ khác hơn một chút xíu. Đấy là ngoài mình ra sẽ có em Thu. Hai người với hai kiểu da hơi khác nhau một chút. Mình là hỗn hợp thiên dầu, còn em ấy là hỗn hợp thiên khô. Thu thì đang có một cái mụn đỏ hơi bị to nên mình lôi ra làm chuột thí nghiệm luôn. Đây là lần đầu em ấy sử dụng. Cùng đợi xem review của Thu ra sao về sản phẩm này nhé. Ngoài vết mụn đỏ to bự đấy ra thì da Thu cũng không có nhiều khuyết điểm lắm đâu. Vì da của em ý tối hơn da mình một chút xíu nên ban đầu cũng thấy là lớp kem lên khá trắng, nhưng dần dần thì sẽ tiệp lại đúng với màu da hơn. Xin chào mọi người, mình đang ở đây cùng với cả em Thu. Thì hai chị em đang ngồi quán cà phê và đang test cái phần này luôn, cái kem nền, kem BD. Mình thì đã apply cái lớp kem này từ lúc 10 giờ rồi. Bây giờ thì là 12 giờ 14 trưa. Và chúng mình sẽ cố ngồi thêm một lúc lâu nữa để test xem cái độ che phủ cũng như là khả năng kiềm dầu và tất cả những cái thứ khác liên quan nữa. Hôm nay thì thời tiết khá là lạnh, thế nên là chắc là không ra nhiều dầu đâu nhỉ. Và tí nữa chị em mình sẽ update lại tiếp nha. Bye bye. Xin chào mọi người, bây giờ là mấy giờ rồi em? Bây giờ là khoảng 5 rưỡi, 6 giờ tối rồi mà mình vừa mới đi xong offline của chị Mai. Hiện tại thì da không ra dầu đâu, bởi vì hôm nay trời rất là lạnh, gió thổi cực kỳ to. Và theo như quan sát của mình thì mình không thấy da dầu. Em có da dầu không? Còn mình thì cũng có một ít ở đây, nhưng mà má thì khô này, phần này cũng khô này. Thì có thể là bởi vì hôm nay lạnh nên là nó như thế. Còn độ che phủ có giảm đi hay không thì mình sẽ zoom lại kỹ một chút. Cái nốt mụn này to quá. Nó cũng có giảm đi nhưng mà nó không giảm đi nhiều vì do không ra mồ hôi là mấy. Nhìn chung thì đến tầm này với thời tiết lạnh và da thì nó không ra dầu thì rất là ok, không thấy có vấn đề gì, không xuống tông. Xuống lúc nó xuống thì nó xuống đều màu da đúng không? Nó không bị quá trắng hơn. Tông đẹp hơn. Ý là nó không quá kiểu đen đi. Hôm nay em có cái mụn khá là to. Chứng tỏ là độ che phủ của cái DD cream này rất là tốt. Và mặt em có tàn nhan nữa. Mờ đi khá là nhiều. Ok. Update lần 2 ạ? Để update lần 2 thì một lát nữa sau khi mà chúng mình về thì mình sẽ update tiếp và em cũng sẽ update tiếp. Hẹn gặp các bạn nha. Bye bye. Chào tất cả các bạn. Bây giờ là 10 giờ tối và chị Trang và tôi không còn đi với nhau nữa rồi. Hai chị em đừng ai nấy đi từ 6 giờ tối cơ. Đến 6 rưỡi tối thì tớ lại về đến nhà. Và 9 rưỡi lại đi ăn với bạn. Đi đường thì có gặp trời mưa lất phất. Nên là bây giờ cùng kiểm tra tình trạng khuôn mặt tới nhá.
DD cream gần như là trôi gần hết rồi. Và cái mụn lần tới lại hiện lên rõ hơn. Dầu cũng bắt đầu xuất hiện một chút thôi. Ở hai bên cánh mũi là một số mụn tẹo. Hai bên má vẫn còn rất là khô, trán cũng rất khô. Cằm cũng không có gì cả. Xin chào các bạn. Bây giờ là 10 giờ 46 tối rồi. Chiều nay sau khi đi offline về này thì mình có đi ăn tối với cả nhà. Và hôm nay thì ăn lẩu, thế nên là rất là nhiều hơi nóng bốc lên, ăn đồ nướng các thứ nữa. Mặt cũng ra tương đối gọi là mồ hôi. Và bây giờ mình sẽ để các bạn quan sát kỹ hơn tình trạng cái kem này trải qua hơn 12 tiếng thì nó ra sao nhá. Mình sẽ tiến lại gần một chút để mọi người có thể nhìn thấy rõ. Thì hiện trạng để nguyên đây, mình không hề touch up lại một tí nào cả. Thì có thể nhìn thấy là cái kem nền chỗ này nó, cái phần này là phần hay ra nhiều dầu và mồ hôi ấy. Thì cái chỗ này nó đã trôi trôi đi bớt này, bên này cũng thế. Trán thì tương đối không xây sát đi gì nhiều. Cái mụn đỏ ở đây thì nó cũng gọi là hiện ra rõ hơn một chút. Nhưng các bạn nhìn tổng thể thì có thể nhận xét được là cái độ kiềm dầu của em này khá là tốt. Như mình nhấn mạnh vào buổi sáng thì có lẽ hôm nay nhiệt độ của Hà Nội lạnh hơn rất là nhiều so với những ngày còn lại. Thế nên là mình không ra nhiều dầu. Nhưng mà nếu mà nhìn cả ngày, mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy là nó không hề bị bóng ở phần chữ T. Cái sống mũi thì mình là do highlight thôi, chứ không phải là cái kem này nó chảy mồ hôi ra đâu. Hai bên này cũng nó ra, nó có nhưng mà nó không đáng kể. Má thì vẫn khô căng. Thì đấy, mình cũng đã nói rồi, tức là mình đã sử dụng cái DD cream này nhiều lần trong vòng 1 tháng qua. Thì đây không phải là video về first impression và gọi là cảm nhận đầu tiên đâu, mà là review lại cho các bạn nhìn thấy kỹ hơn cái sự thay đổi của nó trên da mình trong một ngày như thế nào, và xem là liệu nó có phù hợp với kiểu da của các bạn hay không. Ok, vậy là hết review của ngày hôm nay rồi. Giờ thì chắc là mình sẽ tẩy trang, mới đi ngủ cũng khá là muộn rồi. À, xin giới thiệu mọi người, đây là nhà của mình ở Việt Nam. Vừa rồi là phần review của mình, không biết đã đủ chi tiết chưa về sản phẩm này. Nếu mà bạn nào mà có tình trạng da giống của mình này, da hỗn hợp, kể cả dầu hay khô mình nghĩ vẫn có thể dùng tốt. Hoặc là da thường thì dễ dùng rồi. Và cái điều kiện khí hậu hiện tại là điều kiện thời tiết lạnh thì mình nghĩ sẽ rất hợp với cái bạn này. Mùa hè thì mình cũng không rõ lắm bởi vì mình chưa thực sự test trong cái điều kiện khí hậu nóng hơn. Ok, vậy là xong đồng chí này rồi. Nếu mà bạn có bất kỳ yêu cầu mà muốn mình swatch hay review bất kỳ một loại kem nền phấn hay là mỹ phẩm nào đấy thì hãy comment ở bên dưới. Mình sẽ hưởng ứng theo số đông và mua từ sản phẩm đó và test lại xem sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chào, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.